Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng 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 tăng. Nhảy đi mày. Tăng 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 tăng. Hận đời không đối thủ, hận đủ đủ nhiều hộp, hận kỹ độc lẫm lông, hận lông mèo giận ngược, hận lượt có cái răng, hận răng đánh mà không chịu mọc, hận cái người nghe mà không chịu đăng ký kênh ủng hộ nha. Cái đậu xanh nó đứt ơi rồi các bạn ơi. Hula, Chelsea, everybody, nhánh CEO, Saudi Cup, Arum, Ferrari, Gaming TV, Channel, trên nếu cái đậu xanh nó luôn được cúp không biết đậu sao luôn các bạn ơi. Trời ơi, bạn ơi, mùa xanh thằng nào cũng có mà, tại sao bắt nó tàn nhẫn thế, bắt qua đây mới cướp mùa của em, bạn ơi, bạn đi về đi, bạn ơi, để em farm nhẹ nhàng cái bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi, trời ơi, làm như cái này, cái đài truyền hình của nó các bạn, nó làm như sân khấu của nó, qua nó múa lửa, nó qua nó lùa dịch kìa các bạn ơi, cái thứ gì vậy các bạn, không lẽ tập bò mà, cái thứ quỷ yêu không à, cái chỗ khác đi, cho người ta farm đi mà, thằng nào cũng có mùa xanh mà bạn ơi, trời ơi, cành tê bát, trời ơi, rồi luôn, cái kiểu này là thọt rồi các bạn ơi, thọt thời gian rồi. Trong cái lúc mà mình đang hoạn nạn cái này là bên kia cái thằng Slup Dách nó đang farm một cách rất là bình thường và hẳn nhiên bên kia các bạn. Ok, mình sẽ qua mình farm cuộc bùa đỏ của mình các bạn ơi. Đáng nhẽ là cái cờ nhiếp này mình sẽ lên gọi là cái biêu đồ là cái rìu lâm tặc nè các bạn. Nhưng mà tụi này nó ép mình gọi là nó chơi cái kiểu bấm vô thì mình sẽ bật chế độ ba trận lên. Mình giác cái kiếm cu hồn mình quất cho má nó nhìn nó không ra luôn các bạn. Mình lên full đam cái trận này luôn, mình không lên thủ luôn cho các bạn. Mình nói tẹt luôn, mình tức lắm rồi. Tụi bay múa lửa đúng rồi, tụi bay hít ba trận với tao đúng không? Tao ok, mình sẵn sàng bật auto ba trận lại các bạn, không sao hết đó. Bây giờ đáng lẽ là cái trận này mình sẽ lên rìu nha. Nhưng mà sorry các bạn, mình gọi là mình không thể nào lên rìu được rồi các bạn. Mình sẽ lên cái kiếm cu hồn nha. Các bạn thấy rồi đúng không? Ấy láng nhẽ là cái cờ nhiếp này là cái trận đấu này nào mình sẽ chơi hiểu kiểu hòa bình thế giới chứ mình không có chơi kiểu kiểu Ukraine cú ba đang căng thẳng các bạn. Nhưng mà khi mà mình muốn lương thiện mà cái xã hội này nó không cho mình lương thiện, mình sẽ dở cái trò cúp and bóc ra thôi các bạn. Nó tức ba trận thì mình lấy cái kiếm cu hồn đó mình chơi ba trận lại, nói có gì đâu mà căng. Các bạn nào thích gì mình thích dí không, tập bò mà mình luôn đó. Tao ngán mày quá cơ bố mày sợ mày quá cơ bố mày sợ mày chết đó, tao giọt các bạn ơi. Đó thì là bây giờ tem mình đang dồn ra và tem của nó cũng đang dồn ra các bạn. Đó thì là cái con rồng này nó đang rất là gọi là nguy hiểm nha các bạn, cho nên là bây giờ để xem là tem mình có ăn được hay không. Ý mình nghĩ là tem mình không có tăng cơ các bạn, mà ăn cái này rồi bỏ các bạn ơi, ha bỏ. Tàn Arum này nó gọi là đầu game á thì con Arum nó hay sống dai gọi là Nguyễn Thị Mẹ lắm các bạn ấy, cho nên nó là cho làm giọng mẹ chút xíu đi. Nó hồi mình đập bò bà nó sao chứ có chuyện gì đâu mà căng. Mình bỏ con rồng thì mình sẽ làm cái gì các bạn, thì mình sẽ farm khu vực này, mình farm bùa xanh mình xong mình sẽ qua mình cúp cái bùa đỏ của nó nha các bạn ơi. Các bạn đang thắc mắc là tại sao cái pha đó mình lại bỏ con rồng đúng không? Không phải là nếu mà chẳng bạn như là nếu mà các bạn có rơi vào tình huống các bạn bị ép vậy các bạn bỏ con rồng là sai nha, không đúng nha. Tại vì team mình là gọi là đang không có tăng cơ các bạn ấy, các bạn thấy là Vanel xỉn này, rủ này, rồi thêm con rấy tà thì gọi là ai mà tăng cơ để kết con rồng các bạn, cho nên các bạn bỏ nếu mà rơi tình huống như mình mà cái trận đấu như mình nha. Ê rồi xong rồi đập bò mày luôn, đập bò mày luôn, bò mày mày luôn lên dễ luôn. Mày chắc sai không? Mày vô mày chắc cái gì? Là một đống luôn rồi. Nếu mà các bạn mà cái nãy cái pha con rồng đó mà các bạn có một cái vị tướng căng cơ theo á thì các bạn cơ hết được, nhưng mà trận đấu này không có thì cho nên là bỏ nha các bạn ơi. Rồi xong. Mày làm cái gì nhau nè? Cấu máu thôi các bạn, cho nó bỏ cái trụ này luôn, làm sao mà nó đép được các bạn. Quất nó, đập bò mẹ luôn, ngán gì nó chơi đập bò mẹ đi, quất xuống trán luôn, quất bò mẹ lục lùm mày lục tan mày luôn nữa. Bây giờ nó còn máu đâu mà nó đép trụ các bạn, thì tuyên bố là cái trụ này của nó sẽ bị bay nha các bạn. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ nó trâu quá đi, nó trâu bò quá đi, quýnh nó không chết răng nó làm chi là không có đúng nha. Nó các bạn cấu máu nó rồi các bạn đập trụ nó chứ cái gì đâu mà các bạn thấy nó trâu quá rồi thôi các bạn không răng nó thì sẽ rất là bậy nha. Tại vì mình thấy cái tình huống này rất là nhiều, các bạn đánh rừng á tự nhiên các bạn thấy ồ này nó trâu quá ông nội ơi, nó trâu quá má ơi, không thể nào mà đánh nó được. Vậy là sai lầm liền, các bạn phải lên các bạn cấu máu nó để các bạn lấy cái trụ của nó chứ tại sao các bạn lại suy nghĩ như vậy là không có được nha. Đó bây giờ là cái con li lí na mà nó không về là mình ăn cái con này xong là mình đập cho nó bò mà nó luôn nè các bạn. Ấu cớ mày lì nè, tao cho mày lì nè, tao cho mày đi quả tiễn vậy nè chứ mày lì. Mày lì hả mày, quất bò mà mày luôn tán mày luôn xuống sát mày luôn đập bò mà mày luôn thích là chơi tính là quất tính là đập mà lần này không có chạy nữa các bạn, tán bò mà mày luôn. Bạc nhau này chưa rồi xong luôn rồi. Trời ơi anh Numan ơi. Tóc biến rồi các bạn, tóc biến đập thẳng bên mặt vô tường luôn. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì đây thì cái trận đấu này nó sẽ hiệu quả hơn nha các bạn ơi.
Ok, thì bây giờ mình sẽ farm cái con bùi xanh này xong là mình sẽ hình như là cái thằng Slurp, à cái bùi xanh của nó chuẩn bị ra các bạn. Mình farm xong cái này mình sẽ gọi là mình chạy một cái vận tốc tới nó bay thờ ánh sáng vô cô nẹt vô thẳng như cái bùi xanh của nó, lụm cái bùi xanh của nó mượn xài đỡ luôn các bạn ơi, rồi xong nó khỏi đẹp luôn. Là bây giờ thằng Hăng rốt trọ đâu quốc nó chết rồi các bạn ơi, cho nên là bây giờ mình sẽ thừa cái đội là cơ hội này, thừa nước đục thả câu mình chạy qua mình xin cái bùi xanh của nó luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ là cái thằng Arum với lại công ma Liliana đang trọng đó các bạn ơi, nha có trò không bắn ơi, nha có trò không coi khó đập bò mày hết luôn nè, chơi xuống chắc cái bùa này bùa của bố ốc cơ chạy các bạn đi cúp xong chạy thôi chuyện đâu cần tức lắm các bạn. Cái dòng cái gì mà các bạn mà chơi các bạn nháy 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 đèn tại vì người ta tức lắm các bạn, cỡ nào các bạn cũng bị nó đập à, thiệt luôn á các bạn. Mà nháy vậy là càng gây một cái sự ức chế cho người ta nha, mà các bạn nháy vậy thì các bạn xác định đi là nó rồi là nó auto, nó gọi là nó đi các bạn á, nó canh nó các bạn đâu đập các bạn đó thôi, thì các bạn gọi là các bạn chọc ngứa người ta mà, các bạn chọc điên đâu mà. Khi mà người đàn ông nó đã tức rồi các bạn đều biết đúng không, là nó nóng giận nó mất khôn các bạn ơi. Nhưng mà các bạn ghẹo vậy nó quýnh không có được đâu nè, đập bò mày đốt tán bò trời tông biến các bạn, nó không tông biến là nó là đi qua tiễn về rồi rồi luôn. Rồi luôn, bây giờ anh Slurp Jack làm gì đó đó, mình sẽ ra đây mình ăn con rồng luôn rồi mình phá cái trụ của nó sao các bạn. Cái tầm này á, nói thiệt các bạn, con Slurp Jack nó chỉ làm nền thôi chứ nó quýnh không có được các bạn. Nói tiệt các bạn, cái đó làm nền mà có đội hình thôi, thiệt luôn các bạn. Tại vì sao nãy giờ nó đã mình tem với mình đi rất là nhiều các bạn, cho nên là nó không có một cái lượng vàng nè. Và đặc biệt bùa của nó đã bị mình cúp rồi, thì nói chung là cái lượng đam nó tung ra không thể nhiều mà nó để đi ép người ta nha. Cho nên là bây giờ là con Slurp Jack nó chỉ làm nền cho cái trận đấu thôi các bạn. Đó, lụm xong cái trụ này mình sẽ làm cái gì đây? Mình sẽ đi đâu đây? Ấu kết thì bây giờ các bạn có hai cái sự lựa chọn nha. Các bạn nhìn lên người mình đi, cái bùa xanh mình chuẩn bị hết nè. Đó thì nó hết ở phút 6 phút 06 giây nha. Thì tức nghĩa là 6 phút 26 giây cái bùa xanh bên kia nó sẽ ra. Nhưng mà các bạn đừng có qua cúp bùa xanh của nó nha. Mà các bạn hãy chọn cái mục tiêu bên đây nè. Các bạn chọn mục tiêu con dơi nè. Đó vì sao? Vì là cái thằng Slurp Jack nó sẽ qua khu vực này nó ăn bùa đỏ nó trước nha các bạn. Tại bùa xanh nó đã ra đâu mà nó lại qua đó các bạn. Đấy, bây giờ là cho nó ăn đi tổ mái đi. Mình đứt bụi mình giết nó thôi các bạn, rồi không hẳn mình qua mình cúp bùa xanh của nó sao, đâu có muộn đâu các bạn. Đó, bây giờ mày ăn giùm tao một cái luôn. Mày ăn hộ tao nè, mày ra đây mày ăn con dơi nè, nó ăn bùa đỏ các bạn, rồi xong luôn. Ăn xong cái bùa đỏ này là anh ấy bỏ cái điện thoại xuống mà nhìn tụi mình chơi tiếp luôn các bạn ơi, đập bò mà mày luôn, xong rồi chết lia luôn rồi các bạn ơi. Ấu kết thì bây giờ mình qua mình cúp cái bùa xanh của nó cũng đâu có muộn đâu các bạn đó. Mình cúp bùa xanh của nó xong thì mình qua mình ăn một khu vực con dơi thôi đó. Trời ơi nè, làm gì đấy bác ơi, làm gì đấy, bùa này bùa của ai bác ơi, bùa này bùa của bố. Ấu kết lụm cái bùa của nó các bạn, đánh không có khái niệm mà cái bùa này là bùa của ai không có các bạn, lụm lé hết luôn không cho nó ăn nè. Rồi vô đây cơ hết đúng không, sẽ đưa qua tiệc đi qua tiệc đi qua tiễn về hết luôn, nhưng mà chết được con thằng rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình qua mình ăn con dơi thôi, chuyện đâu mà có căng các bạn. Nhưng mà bây giờ là để xem là hai bát là có cái tình tiêu gọi là chó chói nè, anh Arum với lại anh Omen nè. Hồi nãy anh nào bắt nháo qua cúp bùa các em đâu, giờ mấy anh ra đấy mấy anh cười hết giùm em cái nè mấy anh ơi. Này thích thì giờ đúng không, bây giờ mình trả đũa lại các bạn, mình trả thù lại nó, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Mà các bạn mua lửa chơi nè, bá thích mua lửa bá đây, bá thích mua lửa chơi em không bát ra, thích lúc bát cho bá làm gì đây, bá đừng chói ai, chói giùm em cái luôn, rồi đập bò mày luôn, quất lục xuống chát luôn nè, ngán nó quá cơ, đập bò mày nó luôn, xanh rồi sợ gì các bạn, xanh rồi bố mới xanh rồi, bố mới gán quá cơ, tức là quất nó chơi, tức là đập lại chạy nó gọi cái đầu xanh nó rồi. Rồi, tao bay ở lại chơi vui vẻ nha, tao về trước đây, rồi xong luôn, chi ngu lấy tiếng rồi các bạn ơi. Ủa nhưng mà không sao các bạn ơi, chết thì chuyện bị chết nữa, chuyện đâu mà căng, mình mới chết có mạng mà ăn nhầm nhỏ gì, thằng kia xin lớp chết nó chết tới 4 mạng mà nó còn không bị ai chửi, mà mình chết có mạng ai chửi, mình đâu có mạng, không ai chửi đâu, chỉ ghi bọt mình thôi, nó cho mình 4 phiếu rồi các bạn, không sao hết. Thế thì là cái trận đấu này đáng nhẽ là mình không có lên build đồ full dam nha, nhưng mà giờ là bắt buộc mình phải full dam các bạn, tại cái lối đánh tụi nó gọi là chơi ba trận quá, cho nên mình phải bật chế độ ba trận, mình chơi full dam thôi. Đó thì là số đầu tiên của mình là kia kiếm cu hồn, và số thứ hai đó là đôi giày hộ vệ nha, và số thứ ba của mình đó chính là cái thương Loginus để mình lấy 15% giảm hồi chiêu các bạn, để mình có thể bay nhảy nhẹ nhàng và dễ dàng trong những pha đầu nha các bạn. Đây số thứ tư đó là cái phối hợp kiếm, và cái số thứ năm là cái thương xin phà để mình lấy một cái lượng đam cực kỳ khủng luôn các bạn. Và số cuối cùng là cái kiếm Fanny nha các bạn. Thì cái build đồ này đã quá quen thuộc với tất cả các bạn nào mà đang xem cái channel của mình rất là lâu rồi, gắn bó mình rất là lâu, thì các bạn đều biết cái bộ build đồ này nó mạnh như thế nào đúng không. Thế nhưng mà nó thiệt thòi cái là các bạn sẽ rất là mỏng ở giai đoạn đầu, gọi là nói chung là rất là mỏng thôi, chứ không phải là giai đoạn nào, cho dù giai đoạn đầu game hay cuối game thì nó cũng đều mỏng hết nha các bạn, tùy thôi. Chứ nếu các bạn farm nhanh hơn người ta thì đối phương nó quýnh các bạn không thấm, còn các bạn ngang tiền với nó quýnh các bạn rất là thấm nha. Chính vì điều đó cho nên là bây giờ mình chơi full dam đúng không, thì mình ăn cái con rồng này xong là mình sẽ lên mình ăn cái con kinh công luôn để mình kết thúc cái trận đấu sớm. Cho nên là các bạn nào mà đánh kiểu đánh full dam thì các bạn hãy cố gắng kết thúc cái trận đấu càng sớm càng tốt nha, các bạn đừng có nhây nhưa kéo cho nó về lag game. Khi mà tụi nó full đồ như nhau rồi thì full dam các bạn á, nó vô nó bỏ cho hai cái là các bạn lên bảng à. Cho nên các bạn hãy lưu ý cái điều này cho mình nha.
Thì tiện thể đây thì mình cũng xin giải đáp các bạn một cái vấn đề nha. Thì bữa giờ cũng có rất là nhiều bạn comment và inbox hỏi luôn. Đó là bữa giờ mình có live stream cùng với bạn của mình, là mình không like nha, mình chỉ đánh cùng live stream của bạn mình là Bé Tân TV thôi các bạn, ở YouTube kênh là Bé Tân TV. Thì là có rất là nhiều bạn comment và hỏi là tại sao mình live stream mình không đánh rừng ấy, mình không dám đánh rừng hay sao. Thì có rất là nhiều bạn gọi là fan chân chính á, thì là lịch sự thì hỏi là anh ơi tính ra sao không đi rừng. Còn những người mà gọi là không thích mình các bạn thì họ thừa cái cơ hội đó, thừa nước đục thả câu đó các bạn, đi bóc vốp bên, đi rêu rao là mình ở cái răng cao, đánh ra một cái khung răng cao thì mình không dám đánh rừng. Thì mình xin lỗi các bạn nha, thật sự là đúng á, không dám đánh rừng thiệt, tại không đánh được, lên răng cao người ta quýnh hay quá, quýnh na rốc không có được đâu bác, lên nó quýnh cái trình em kém lắm, quýnh không có được, đó là nói thẳng là vậy luôn á. Nhưng mà những cái lời này á thì là mình chỉ dành cho những bạn không thích mình thôi nha. Còn những bạn fan chân chính của mình nè, những bạn mà mến mình á, thì mình nói thật các bạn là không có răng nào mà mình không đánh rừng nữa các bạn. Chẳng qua là cái live stream đó đánh ở răng cao thì mình đang tập đi lên các bạn, mình đang vì các bạn thôi. Đấy, thực sự là đánh mà làm clip vì đi gần nhiều quá thì nó cũng nhàm các bạn. Tại có rất là nhiều bạn mà mình cũng thấy được điều đó các bạn. Ê, cho nên là mình muốn thay đổi bản thân của mình muốn mình hoàn diện luôn, mình toàn diện luôn, mình có thể làm được online để có thể phục vụ cho các bạn, để mình có thể làm một cái clip được là hay và đa dạng tướng gửi cho các bạn nha. Lý do tại sao mình trên răng cao mình lại đi lên không? Đó thì là trên khu vực răng cao nha, thì mình sẽ tận dụng cái khung răng này mà mình sẽ đi lên để mình xem được là đối phương họ cái kỹ năng và cái gọi là cái chiến thuật của họ khi mà đi lên họ làm cái gì để mình bắt chước theo các bạn. Còn giờ đập bò mà, ui luôn xuống xem luôn, đập bò mà luôn, ngán mày quá cơ, bố mày sợ quá cơ, bố mày sợ quá cơ, sợ thiệt các bạn ơi. Trời ơi nó cấu máu kìa các bạn ơi, các bạn thấy nó cấu chưa? Trời ơi, nó bây giờ là bỏ luôn lên kia phá lén luôn các bạn ơi, nó chia ra nhau mà phá các bạn ơi. Đó, lụm đi, lụm chủ đi, đừng có quýnh mạng mấy ông cố rồi ơi. Nó thì bây giờ bên kia nó chết hai mạng rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là cái cờ nhiếp của mình nó sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ đã xem cái cờ nhiếp của mình. Nếu có... Thôi rồi, chưa xong rồi các bạn ơi, chưa xong đâu. Cái này là không ổn rồi các bạn ơi. Phá cái trụ đập bò mà, Omen là uống lột xuống cái đầu xanh đó, cái gì vậy? Ôi, trời ơi, xanh cỏ rồi, trời ơi. Bay vô bị dính kêu gì mà múc một đùi máu vậy trời. Nhưng mà khi mà full dam á thì các bạn phải chịu cái gọi là cái nhược điểm vậy thôi các bạn. Cho nên là các bạn hãy cẩn thận trong những pha giao tranh nha. Sơ ý một chút xíu thôi là các bạn dễ bị lên bảng lắm. Ok, thì cái vấn đề mà các bạn hỏi mình á là livestream mà không đánh rừng mà làm clip thì lại up clip rừng á này nọ, thì là hôm nay mình đã giải thích cho các bạn rồi nha. Đấy, còn nếu mà các bạn đang thắc mắc cái trận đấu này mình đang đánh ở cái khung răng gì á, các bạn cứ vào cái lịch sử của mình các bạn xem. Đấy, tức là đánh thường chứ không có đánh nạn, tại mình làm clip là mình không quýnh nạn được, mình chỉ đánh đường thôi, tại cái trình của mình rất là kém nha. Ok, thì bữa giờ mình cũng thường xuyên đánh cùng live với lại thằng bạn của mình là Bé Tân TV nha, cho nên các bạn hãy ghé thử xem. Rồi nếu các bạn thấy hay, các bạn thấy mến, các bạn thấy thích thì các bạn đăng ký kênh và theo dõi cái livestream mà mình hay đánh răng thách đấu nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Thế còn bây giờ để xem tụi nó di chuyển như thế nào các bạn ơi. Thì bây giờ mà thằng nào di chuyển sai thì nó thua các bạn, tại cái tầm này nó rất là quan trọng nha các bạn ơi. Nó bây giờ nè, con nào ra đây không? Nói cái thằng nào ăn bùa đỏ rồi, rồi xong rồi, xong rồi bạn ơi nha, con chó không đập bò mà luôn, thích là quất, thích là chơi, thích là xuống xét đập bò mà đi, cái đầu xanh nó ôi cho bạn ơi, trời ơi hên quá các bạn ơi. Ơi nhưng mà không sao, đó là bây giờ team mình nó quýnh hết rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ đi phá trụ lén rồi các bạn. Rồi xong, cái kiểu này là cái cờ nhíp sẽ kết thúc tại đây các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, vì nãy giờ đã xem cái cờ nhíp của mình. Nếu các bạn thấy cái cờ nhíp của mình hay và ý nghĩa, tạo tiếng cười sảng khoái cho các bạn khi các bạn xem á, thì các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và các bạn để lại một like và một comment, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. À, và cái bộ ngọc ngày hôm nay mình sử dụng thì nó hơi khác cái cờ nhíp bữa giờ nha các bạn. Nói chung là nó cũng không có gì khác và lạ lẫm luôn các bạn, cũng vậy à. Nhưng mà tại hôm nay mình sử dụng lại thôi, thì các bạn vào phần mô tả các bạn xem lại giúp mình nha. Nó nằm trong phần mô tả đó các bạn. Mình sẽ luôn luôn để cái bộ ngọc của những cái vị tướng mà mình làm mình sẽ để trong phần mô tả nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái gì đây? Mình sẽ chạy thẳng vô nhà luôn, mình hồi máu các bạn ơi, chém bỏ bà hết luôn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Chúc các bạn leo gan hiệu quả với lại cái vị tướng Nakarov này nha. Bye bye. Từ từ game này, âm nhạc hết cái bài này cái bời quá. Bời.